chết rồi. Giờ chị không biết đứng về phe nào luôn á em. Anh Luật là idol của chị Trang là chị của chị. Thật sự thì đúng rồi, của chồng công vợ mà, hiểu không? Thì bây giờ chị Trang đã mua cho anh Luật xe rồi, mà cũng từ chiếc xe của anh Luật làm cho chị Trang bị hỏng. Thì tất nhiên anh Luật phải có trách nhiệm, mà chị Trang mục đích mua chiếc mô tô đó cho anh Luật để làm gì? Để anh Luật đi ship mỹ phẩm cho chị Trang đó. À vậy là không bên anh Luật luôn. Thôi anh Luật ráng đi, lúc này em không bên anh được anh Luật. Lúc này em bên chị em. Dạ cảm ơn chị. Không, anh không gửi gì cả, anh nghĩ cứ tiếp tục vậy đi. Vừa lắm. Dạ rồi. Không có gì mà phải ra lương gì. Mua xe là nhất rồi nha. Dạ rồi. Thì em cũng nắm được thông tin là anh Luật nói cho chị Trang mua chiếc xe mô tô sau bao nhiêu lần hẹn, không có chấp thuận trước mặt đồng nghiệp cũng như là trước mặt tất cả mọi người, trường thông báo mới anh đi đâu mong muốn một chiếc xe mô tô. Thì cuối cùng thì anh cũng đã nhận được chiếc xe mô tô, và được vài ngày đó thì làm chị Trang bị hỏng cô đó mọi người. Và sau đó thì Trường đổi bằng cách là đi ship hàng cho đơn của shop C13 là nhiều lắm, làm sao anh Luật ship hết chị? Nhưng mà quan trọng là không có xăng đi ship. Không có xăng đi ship hả? Không có xăng đi ship, mà mô tô thì em biết rồi, nó rất là tốn xăng. Hôm bữa 2 lít xăng em đem qua chạy trong vòng 1 phút nhẹ. Là hết rồi đó hả? Hết rồi, cho nên là em lên tặng tiền xăng đi nha. Là em phải là xăng là rồi. Xăng là của em, đúng xe rồi. Là của anh Luật, còn tiền ship là không có tính rồi, luôn. Tiền ship là của chị Trang. Thì em phải có cổ phần trong C13 chứ hả? À, anh từ từ anh không biết Phương Bệnh, thật sự anh không biết Phương Bệnh, tại vì thấy mấy ngày không đi tập gym, anh tưởng nó là biến, anh còn nhắn tin anh chửi đâu mà không thấy trả lời. Xong cái lúc anh nhắn tin thì thấy trả lời, anh mới nói cái vụ mà đi kiếm bông xuống đây kia, xong rồi mới biết là bệnh đó, qua mấy ngày sau mới biết là bị sốt. Chắc là một lời chúc từ anh Phương gửi đến anh Luật, chị Trang cũng như là thương hiệu C13 với bộ sản phẩm mới này nhé. Mình xin chúc cho bộ sản phẩm mới của chị 13 ra mắt sẽ đến với nhiều người, sẽ thành công rực rỡ. Riêng anh Luật thì chúc anh ngày càng trưởng thành hơn, sống tốt với anh em nhiều hơn. Dạ. Có như em cập nhật tin tức hơi bị chậm á, chứ xe chuẩn bị bán rồi. Chuẩn bị bán. Hôm nay là ngày 11 tháng 10, ngày 11 tháng 11 năm 2022. Mình cộng hết tất cả các số đó lại, mình đi nguyên một giây luôn là cũng được lắm á. Dạ, cộng ra số mấy à? 1 1 1 1 2 0 2 2. Nó tới 7 số lận. Không hỏi bao nhiêu rồi à? Cái gì? 7 số nó lên tiền nó hơi nặng á. 7 số đâu có bao nhiêu đâu, nặng trời, có mười mấy triệu rồi đúng không? Phải không? Đúng rồi. Vậy thì mình đại diện cho tất cả mọi người ngồi đây luôn à. Là lát mình tính bill sao à. Sẽ ủng hộ C13 130 triệu nữa không à? Ồ, ghê chưa, khách hàng đầu tiên nha mọi người ơi. Cảm xúc của em sao? Em nghĩ sao em cho tôi bận bộ đồ này? Không, thật ra cái dress code là màu trắng với lại màu cam. Nhưng mà mọi người hiểu không? Đầm á, màu cam khó tìm lắm mọi người. Vét màu cam có, đầm trắng thì nhiều, cho nên anh phải hy sinh thôi. Rồi em bắt tôi bận màu cam, trong khi bạn bè anh em tôi dưới bận màu trắng. Hồi nãy em đứng chụp hình với ông Minh mà người ta kêu giống cô dâu của rể quá. Tôi đứng kế bên tôi làm MC. Kìa giả thôi, nó màu cam kìa. Bé đó là nhóm múa chung với tôi. Rồi cảm xúc của em là sao? Thì lúc đầu em đã chia sẻ cảm xúc của em rồi đó. Cảm xúc của em hôm nay rất là vui. Vui và hồi hộp. Ủa mắc gì em hồi hộp? Trời ơi, mình ra mắt sản phẩm mới mà anh mình phải hồi hộp chứ. Còn một câu hỏi nữa cũng hay hỏi trong những cái mà về ra mắt sản phẩm để làm đẹp đó. Câu hỏi như sau: hai em nghĩ như thế nào về cái đẹp? Trời ơi, ghê chưa? Ủa cái này giống đi thi hoa hậu hơn á em. Trời ơi, MC mà trời, giỡn hoài. Hai em nghĩ cái này nào? Vậy là Thiên Vân sẽ có kinh nghiệm hơn em. Vâng, và em xin phép được trả lời câu hỏi ứng xử của ban giám khảo. Thật ra thì đối với Thiên Ân thì chúng ta có một làn da đẹp, chúng ta có một mái tóc đẹp, một nụ cười đẹp, hay là chúng ta có một tình yêu đẹp. Bất kể những cái gì mà khi mà đôi mắt, mà tâm hồn chúng ta thấy nó đẹp thì nó sẽ đẹp. Xuất sắc. Quá trời đỉnh luôn trời. Trả lời kiểu đó rồi thí sinh này làm sao trả lời đây? Em nghĩ như thế nào về cái đẹp? Dạ em xin trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Em nói chuyện nghiêm túc đi, nói vậy em nghe mắc cười dữ lắm. Ủa dạ? Dạ đối với em trong hiện tại, thời điểm này,
thì chồng em nói em đẹp thì đó là đẹp. Quá hay. Lại không cho nói. Ai vậy? Chị Trang, em nè. Chị phỏng vấn em gì cho em tự tin coi, em sợ quá. Ý chị dạ nữa, trời ơi. Dạ, lên phỏng vấn luôn dạ. Đi lên đây phỏng vấn, nãy giờ nó rất là trông đợi. Xin được mời diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Từ nãy giờ Lâm Vĩ Dạ cứ ngồi ở dưới hỏi, ủa, Lee Min Ho Đồng Nai của tôi đâu? Em nè, bình thường em dạng miệng lắm, em làm rần rần rần. Mà vô em nhìn xuống nguyên vàng giật ở hàng một là em lo liền luôn đó. Trời ơi, bữa Hoàng Mè mới quỷ kết bạn hết lần rồi đó. Trời ơi, em đang theo cái hình tượng là Lee Min Ho. Lee Min Ho mà hả, chạy chút xong nó giống Châu Đăng Khoa. Không phải, nhìn giống y chang luôn á trời. Giống không? Bộ đồ này mua ở đâu vậy? Bây giờ cho chị hỏi đi, cái này là mình chưa mai kỹ hay sao? Dạ không, ca sĩ giờ là phải có điểm nhấn, điểm xuyến đó chị. Dạ. Ủa rồi đôi dạ. Cái này giống rồi. Như cái ủng đi mưa vậy. Dạ đúng rồi, nó đó mình phải có điểm xuyến thật là nhẹ. Trời đất ơi trời. Bộ đồ này nay mấy triệu? Bộ đồ này 7 triệu rưỡi. Là nay là lỗ phải không? Bao lỗ. Nhưng mà không sao à, vũ vẫn vui. Vũ đoàn 4 đứa. Ừ. 4 đứa, 4 triệu nữa. Là hết 11 triệu. 11 triệu mắc cúp. Mắc cúp rồi tóc tai. Là nhiêu nữa? Mắc cúp là 2 triệu. Tóc 2 triệu. Accessory. Cái này đúng rồi, cái này là mượn, cái này là mua đồ giả. Okay, okay. Là đeo vô thôi. Okay, để ra vẻ thôi. Ừ, rồi 15 triệu. 15 triệu. Quá trời quá đất rồi, là nay là đổi đi hát luôn. Là chấn động đi hát. Đây là sau sau 2 tháng debut, là ngày hôm nay là cái show event đầu tiên của em đó. Debut của em. Là show event đầu tiên của em, mấy bữa nay diễn trường học không à. Lần đầu tiên mà diễn vậy, event gì? Vậy là em phải cảm ơn chị. Sao vậy chị? Chị mời em show event đầu tiên đúng không? Mở hàng đắt lắm. Trời ơi, là mấy bữa là chợ là có mời, siêu thị là có mời, em không nhận. Em chờ trung tâm thương mại, ngày hôm nay là thời của em, là em xuất hiện tại đây là ngay trung tâm thương mại liền. À, mình em... đẩy cái hình ảnh mình lên liền. Đúng rồi. Em hãy nói một lời, vài lời về thương hiệu C13 đi. C13 là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng quý vị à. Lạ lắm nha, hình như trong sản phẩm gì ạ? Lạ lắm nha, hình chứ cho một nét nhạc quảng cáo được mà. Nhạc quảng cáo ơi, lên anh mới quảng cáo được. Ôi, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh dạo này nóng và nực quá, làm da của mình sạm và đen đi mất. Ôi, bây giờ biết phải làm sao đây. Chị Thu Trang, em vừa nghe nói chị ra một sản phẩm rất là đẹp đúng không? Đúng rồi. Wow, đó chính là Power Skin. Lạ lắm nha, hình như trong đây có chất dưỡng da ở trọng đó. Da sạch, căng mà không bị khô. Thậm chí trước đây chỗ khô này nè, giờ láng luôn. Quỳnh Quỳnh nhà Lâm nói, để dành Follow Skin, ý, Power Skin cho Lâm xài. Nói vậy thôi chứ biết đâu, mai mốt Quỳnh cũng xài đó. Nghe nói với chiết xuất là từ cái bông súng, làm đẹp da, mịn da và hồng hào da. Đúng không chị Lâm Bỉ Dạ? Đúng như vậy. Ôi, em phải giới thiệu sản phẩm này cho tất cả mọi người, nhà nhà và tất cả mọi người đều xài. Ôi, thật là nhiệm màu. Wow, Power Skin, cực đã. Em thấy là về là ok đó. Hay lắm, hay lắm. Giờ em hát là em lo nha. Ok. Lo. Quá hay rồi, xuất sắc vô luôn. Vô livestream là ok, ừ. Hát lo. Không có lo.
là ở dưới có nguyên một vàng chị đấy rồi, nguyên một vàng cứu em nha, cười mồi nha, tâm cười mồi vỗ tay luôn. Nhưng mà chị thấy em hợp hát ở C13 tại vì mỗi lần em hát em hay C13 em lấy C13 lần cho chị và chấn động cho chị nha. Đúng vậy, dương sân khấu cho em. Dạ rồi, chị về đi ạ. Chị dạ đi event thì chị mặc đồ vậy là đi như đồ lam đi chùa vậy. Chị mặc cho nó vô cành xếp vô cành xếp đúng không? Dạ 2 3 do re mi no bi ta su ca do re mi chai en se ko ma se ko thì nhèo vào nha, vào hát đúng nha, hát đúng nha. Ma se ko thì vào ma chai en thì nhèo còn no bi ta hay ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Suka, hai quả hồng tặng cho Suka. Suka hai quả hồng tặng cho Suka giùm anh thương anh. Hai quả hồng tặng cho Suka. Nếu Suka bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobito chào đời. Lâm là rất là dễ thương luôn á mọi người, hát rồi đầu tư từ đầu tới cuối luôn mà không có giận cái gì từ Luật với Trang hết. Trời ơi, là rất là vui. Em chỉ cần một lời mà anh chị mời em đi phim thôi là hả 10 năm từ cái lúc mà em chưa cái gì em có nói anh chị là cho em đi phim với, mà đến bây giờ anh chị vẫn cho em, không cho em đóng. Ủa cái này hát với phim nó khác nhau. Ở cái về cái phần giọng hát anh thấy em có tố chất. Đúng rồi, em hát mắc cừ. Đúng hay rồi, là không mắc hay nhưng mà mắc cừ. Em hát vui lắm. Vui. Em bây giờ em vô năm chính một cái phim điện ảnh rồi, đâu phải đơn giản đâu Lâm. Như vậy là anh không biết rồi, sắp tới tháng 10, gọi là tháng 14 tháng 2 em có một cái vai gọi là vai chính về gọi là nam thần sói ca. Có nghĩa là người ngoài người ta đã nhìn được cái nét nam thần của em, nhưng mà người trong nhà như anh là không thấy được cái nét của em. Tại vì sao cái giọng của em, cái mặt thì nam thần mà cái giọng nghe kỳ kỳ. Về mình có thể lồng tiếng được mà. Ủa, cái giọng này làm sao lồng tiếng được? Bây giờ đưa cái mặt này ra một cái là khán giả người ta biết cái giọng không phải giọng em, tao không có tin. Vậy đó hả? Anh nghĩ là em nên sửa giọng lại một chút xíu. Giọng bây giờ mình đi hay là ca sĩ mà nói giọng nó phải đúng rồi. Tôi cần chị để chút quen để chào chồng. Đó, dễ thương quá. Bây giờ tặng cho em có hoa nha. Anh cảm ơn được. Cảm ơn em. Mọi người, thí dụ mà mọi người có mua sản phẩm Flower Skin, dòng sản phẩm Flower Skin của chị 13 thì mọi người vui lòng mà mua trên các sàn thương mại điện tử, hoặc là những lúc mà livestream thì mọi người nhớ vui lòng mà comment tên số điện thoại để đó có gì chị 13 dễ chốt đơn hơn nha mọi người. Hy vọng rằng là mọi người cùng tận hưởng cũng như là cùng sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả nhất nha. À, rất là vui cũng như là náo nhiệt, em khang tiếng luôn, chị em cười quá em khang tiếng luôn. Và bên cạnh đó là những cái chương trình cũng như những cái hậu mãi mà chị Thu Trang cũng như là C13 Cosmetics dành cho tất cả các khách hàng rất là dễ thương. Cũng như là mọi người ơi, mọi người hãy đón nhận sản phẩm của chị Thu Trang, dòng Flower Skin mới nhất, cũng như là chất lượng, cũng như là sự tâm huyết của chị Thu Trang, cũng như là đứa con tinh thần của chị đặt hết vào trong đây. Thì Ngân cảm thấy rất ngưỡng mộ tình cảm mà anh Tiến Luật dành cho chị Thu Trang. Ân nghĩ rằng là đây cũng là sự hạnh phúc mà chị Thu Trang có được khi mà thấy chồng của mình đi shipper những cái sản phẩm mà mình tạo ra cho khách hàng, để mang đến cho khách hàng. Và Ân thực sự rất là ngưỡng mộ và hy vọng rằng là sau này Ân sẽ có dịp đồng hành cùng với vợ chồng chị Thu Trang cũng như là anh Tiến Luật nữa. Thiệt hả? Em đóng liền. Em đóng liền ngay và lập tức. Em chỉ sợ là nhiều khi em rớt miếng, em không, mấy anh chị không bắt kịp, không bắt được cái miếng của em. Yên tâm em ơi, được đó. Dạ, vậy là em rất là hào hứng đó chị. C13 Cosmetics, love yourself more.